Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin viêm phổi Vũ Hán có thể đã xuất hiện tại Trung Quốc từ lâu trước khi được thông báo. Lượng xe cộ lưu thông tăng mạnh xung quanh những bệnh viện chính ở Vũ Hán từ tháng 8 năm 2019 cho thấy viêm phổi Vũ Hán có thể đã xuất hiện và lây lan khắp miền Trung Trung Quốc từ lâu trước khi dịch này lần đầu tiên được báo cáo ra thế giới, theo một cuộc nghiên cứu mới của trường Đại học Y Harvard tại Mỹ. Dùng kỹ thuật tương tự như các cơ quan tình báo sử dụng, tính toán nghiên cứu phân tích những hình ảnh vệ tinh thương mại và quan sát được sự gia tăng đáng kể lượng giao thông bên ngoài 5 bệnh viện chính của Vũ Hán bắt đầu từ cuối mùa hè và đầu mùa thu năm 2019. Theo bác sĩ John Bolstein, giáo sư trường Y Harvard, người đứng đầu cuộc nghiên cứu cho biết. Đây là hình ảnh số lượng xe trong các bãi đậu tại bệnh viện Tianyu, Vũ Hán tại hai thời điểm tháng 10 năm 2018 và tháng 10 năm 2019. Bác sĩ Bolstein, cũng là cộng tác viên của đài ABC News, cho biết lượng giao thông gia tăng cũng trùng khớp với sự gia tăng tìm kiếm thông tin trên Internet tại Trung Quốc về một vài triệu chứng sau này được xác định là gần với những triệu chứng của viêm phổi Vũ Hán. Dù ông Bolstein công nhận chứng cứ này là gián tiếp, nhưng ông nói cuộc nghiên cứu là một điểm dữ liệu quan trọng mới về nguồn gốc bí mật của virus corona. Có chuyện gì đó đã xảy ra trong tháng 10. Ông Bolstein, viên chức đứng đầu và sáng kiến tại Bệnh viện Nhi Boston, đồng thời là giám đốc phòng thí nghiệm dịch tễ học vi tính của trung tâm khoa học này cho biết. Rõ ràng có một vài mức độ gián đoạn xã hội diễn ra trước khi điều được xác nhận trước đây là khởi điểm của đại dịch virus corona bắt đầu. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Trung Quốc vào năm ngoái, virus corona đã quét ra toàn thế giới, lây nhiễm gần 7 triệu người và giết chết hơn 400.000 người, theo trường đại học John Hopkins. Nhiều người tin rằng virus này từ động vật lây sang người và cướp đi sinh mạng của con người tàn khốc nhất kể từ khi đại dịch cúm Tây Ban Nha cách đây một thế kỷ. Dù các giới chức Trung Quốc mãi tới ngày 31 tháng 12 năm ngoái mới chính thức thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới biết rằng một loại virus gây bệnh đường hô hấp càn quét qua Vũ Hán, nhưng tình báo Mỹ nắm bắt được vấn đề rất sớm vào cuối tháng 11 năm ngoái và thông báo cho ngũ giác đài. Theo 4 nguồn tin được thuyết trình về những thông tin mật cho biết như vậy. Và phóng viên BBC từ Bắc Kinh, Jones, nói rằng có những người hạn chế về dữ liệu mà các nhà nghiên cứu sử dụng. Chẳng hạn như không phải lúc nào cũng có thể so sánh những hình ảnh vệ tinh được chụp vào cùng một ngày trong các năm khác nhau liên tiếp, do mây có thể che phủ một phần trong các tấm ảnh. Đây là hình ảnh số liệu được báo cáo từ RS Metrics, là công ty hàng đầu thị trường về hình ảnh vệ tinh và phân tích không gian địa lý cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư có trụ sở đặt tại New York. Số liệu báo cáo rằng lượng xe tăng vọt từ tháng 9 đến tháng 12, ngay sau trước khi dịch cúm Vũ Hán bùng phát. Tuy nhiên, nếu như có tình trạng lây nhiễm mà có thể là khi đó chưa bị phát hiện, thì một số người có thể đã rời Vũ Hán đi ra nước ngoài, và điều đó phù hợp với một số bằng chứng khác mà chúng ta bắt đầu nhìn đến ở một số vùng trên thế giới. Theo đó cho thấy có những ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán từ sớm, phóng viên BBC này đã nói như vậy. Tuy nhiên, có thể sẽ là không công bằng nếu sử dụng kết quả nghiên cứu làm bằng chứng về việc Trung Quốc đã che đậy hoặc phản ứng chậm với bệnh dịch, bởi với loại bệnh chưa từng biết tới từ trước đến nay, khi nó xảy ra trong một cộng đồng thì rất có thể đã có sự lây lan nhưng không bị phát hiện trước khi chính thức được thông báo. Và Trung Quốc đã báo về các ca nhiễm phổi không rõ nguyên nhân cho Tổ chức Y tế Thế giới vào hôm 31 tháng 12 năm 2019. 9 ngày sau, giới chức Trung Quốc tiết lộ rằng họ đã phát hiện ra một chủng virus corona mới về sau được đặt là SARS-CoV-2, là virus đã gây ra bệnh dịch viêm phổi Vũ Hán trong một số các ca viêm phổi. Và Vũ Hán và một số thành phố khác của Trung Quốc đã bị phong tỏa kể từ ngày 23 tháng 1 năm 2020. Tổ chức Y tế Thế giới công bố viêm phổi Vũ Hán là mối quan ngại toàn cầu đối với tình trạng khẩn cấp y tế công cộng vào ngày 30 tháng 1 năm 2020, sau khi có 82 ca dương tính được xác nhận ở bên ngoài Trung Quốc. Trong hôm thứ Ba ngày 9 tháng 6 năm 2020, các chuyên gia dịch tễ học đã đặt câu hỏi về một tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới. Theo đó nói, việc lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán từ người sang người không có triệu chứng là rất hiếm. Reuters đã tường thuật như vậy. Và các chuyên gia nói, chỉ dẫn này của Tổ chức Y tế Thế giới có thể sẽ khiến cho chính phủ một số nước gặp các vấn đề khi cân nhắc việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Đây là hình ảnh tiến sĩ John Bolstein, người dẫn đầu nhóm nghiên cứu từ Đại học Harvard.
Tiến sĩ Polstein và tính toán của ông bao gồm các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Boston và Viện Nhi đồng Boston đã mất hơn một tháng nỗ lực tìm ra chỉ dấu là thời điểm nào cư dân của tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc lần đầu tiên bị virus tấn công. Bắt đầu bằng gần 350 hình ảnh do các vệ tinh tư nhân bay xung quanh trái đất chụp. Cuộc nghiên cứu của ông Polstein đầu tiên xem xét lượng giao thông và lượng xe đậu bên ngoài những bệnh viện chính tại Vũ Hán trong 2 năm qua. Vào ngày 10 tháng 10 năm 2018, có 171 xe đậu tại bãi đậu xe ở bệnh viện Chengdu ở Vũ Hán, một trong các bệnh viện lớn nhất của thành phố. Một năm sau đó, vệ tinh ghi nhận 285 xe, tức là tăng 67%. Theo dữ liệu các nhà nghiên cứu duyệt lại và chia sẻ với đài NBC News, các bệnh viện khác cũng cho thấy tăng 90% khi so sánh số lượng giao thông từ mùa thu năm 2018 và năm 2019. Theo nghiên cứu này cho biết, và tại trường đại học Y Thongji ở Vũ Hán, lượng giao thông gia tăng được phát hiện vào giữa tháng 9 năm 2019. Ông Tom Diamond, chủ tịch của RS Metric, làm việc với toán nghiên cứu của ông Prostai, nói với đài ABC News là khu vực Vũ Hán rõ ràng đã trải qua một vấn đề về y tế rộng lớn trong nhiều tháng trước khi chính phủ Trung Quốc công khai nhìn nhận là việc lây nhiễm đã lan tràn qua thành phố đông dân này. Loan báo đó được đưa ra vào đêm giao thừa, khi ủy viên y tế thành phố Vũ Hán báo cáo một chuỗi các ca sưng phổi trong thành phố. Cựu quyền thứ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ John Cohen, người giám sát những hoạt động tình báo của Bộ dưới thời chính quyền Obama, nói cuộc nghiên cứu mới nhất cho thấy viêm phổi Vũ Hán hiện đã giết chết hơn 110.000 người Mỹ, dường như là do những người từ Vũ Hán mang vào Mỹ trước khi virus được phát hiện. Ông Bronstein nói ông và những nhà nghiên cứu của ông nhận thấy dữ liệu xe cộ lưu thông tới bệnh viện đáng chú ý hơn sau khi đào sâu vào những cuộc truy tìm trên Internet. Vào khoảng thời gian lưu lượng giao thông bệnh viện gia tăng, lượng giao thông trên mạng vùng Vũ Hán cũng gia tăng trong số những người sử dụng mạng của Baidu của Trung Quốc để tìm về các vấn đề như ho và tiêu chảy là những triệu chứng liên hệ chặt chẽ đến viêm phổi Vũ Hán. Tiến sĩ Bronstein và toán nghiên cứu của ông từng dùng hình ảnh vệ tinh vào năm 2015 để điều tra xem hệ thống chăm sóc sức khỏe có thể tiên đoán sự bùng phát của những chứng bệnh như cúm xảy ra như thế nào. Đây là hình ảnh bà Hoa Xuân Ánh, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba đã bác bỏ kết quả nghiên cứu trên. Bà nói, tôi thấy thật là lỗ bịch, cực kỳ lỗ bịch khi đưa ra kết luận này dựa trên những quan sát hời hợt như dựa vào lượng xe cộ đi lại, bà nói. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo tình hình viêm phổi Vũ Hán ngày càng xấu đi trên toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết tình hình đại dịch corona đang trở nên tồi tệ hơn trên toàn cầu và cảnh báo các nước không được chủ quan. Hôm 8 tháng 6 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết họ đã ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất khi dịch viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành khắp châu Mỹ. Đại dịch đã khiến hơn 7 triệu người nhiễm bệnh và hơn 400 người tử vong kể từ khi nó được phát hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái. Sau Đông Á, châu Âu trở thành tâm chấn của dịch bệnh nhưng hiện tại đã chuyển sang châu Mỹ. Mặc dù tình hình ở châu Âu đã được cải thiện nhưng trên phạm vi toàn cầu nó lại trở nên tồi tệ hơn. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros đã phát biểu trong cuộc họp trực tuyến tại Geneva vào hôm 8 tháng 6 năm 2020. Hơn 100.000 ca nhiễm mới đã được báo cáo trong 9 trên tổng số 10 ngày qua. Và hôm qua, mùng 7 tháng 6, hơn 136.000 ca nhiễm mới được ghi nhận, con số lớn nhất trong một ngày kể từ đầu dịch. Ông Tedros nói như vậy. Và Tổng giám đốc Tổ chức Y tế giới đã thông báo rằng 75% các trường hợp nhiễm vào hôm Chủ nhật, mùng 7 tháng 6, đến từ 10 quốc gia, chủ yếu ở châu Mỹ và Nam Á. Đây là hình ảnh Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros. Ông Tedros cũng cho ý kiến rằng các quốc gia nơi tình hình đang được cải thiện có mối đe dọa lớn nhất hiện nay là sự tự mãn và có nói thêm rằng hầu hết mọi người trên thế giới vẫn dễ bị nhiễm bệnh. Các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hiện đang cảnh báo các cuộc biểu tình lớn trên đường phố tại các thành phố lớn ở Mỹ sau cái chết của người đàn ông da màu Ford có thể sẽ mang đến nguy cơ của một đợt dịch bùng phát mới. Và chúng tôi khuyến khích tất cả những người biểu tình trên thế giới cần thực hiện điều này một cách an toàn, ông Tedros khuyến cáo và đề nghị mọi người cách nhau ít nhất 1 mét, rửa tay, che miệng khi ho và đeo khẩu trang nếu tham gia biểu tình. Vào hôm 8 tháng 6, các nhà nghiên cứu của Đại học Washington đã ước tính rằng khoảng 145.728 người có thể chết vì viêm phổi Vũ Hán tại Mỹ vào tháng 8, tăng 5.000 người so với
dự báo trước đó vài ngày. Và nước Mỹ đã ghi nhận hơn 1,9 triệu ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán và hơn 110.000 ca tử vong, theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins. Giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp y tế WHO Michel Ryan nhấn mạnh, ông hy vọng những ai cảm thấy không khỏe thì nên ở nhà và không tham gia bất kỳ cuộc tụ tập đông người nào. Và ngoài ra, qua viêm phổi Vũ Hán thì Mỹ bắt đầu cáo buộc Trung Quốc cản trở phương Tây tìm kiếm vaccine. Đây là hình ảnh Thượng nghị sĩ Rick Scott. Tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc đã bùng lên, tranh cãi quanh chuyện virus corona, với việc một thượng nghị sĩ Mỹ cáo buộc Bắc Kinh đang tìm cách ngăn chặn phát triển vaccine ở phương Tây. Ông Rick Scott nói có bằng chứng từ các nguồn tin tình báo của chúng tôi nhưng không đưa ra chi tiết cụ thể chứng minh cho tuyên bố này. Trong lúc đó, Trung Quốc đưa ra một tài liệu nhằm bảo vệ cho các hoạt động phòng chống virus của mình và nói rằng họ đã báo cáo cho Hoa Kỳ từ hôm 4 tháng 1. Thượng nghị sĩ phe Cộng Hòa ở Florida, người có chân trong Ủy ban An ninh Quốc nội và một số cơ quan khác đã ra cáo buộc trong chương trình Andre Mas Show của BBC. Ông nói như sau: chúng ta cần phải làm ra vaccine và thật không may là chúng tôi có bằng chứng cho thấy Trung Quốc Cộng sản đang tìm cách phá hoại chúng tôi hoặc làm chậm tiến trình tìm ra vaccine. Một số chuyên gia cho rằng nhân loại có thể tìm ra vaccine trị viêm phổi Vũ Hán vào giữa năm 2021, nhưng không ai đảm bảo được chắc chắn điều này. Ông nói tiếp, Trung Quốc không muốn chúng tôi và nước Anh cũng như châu Âu tạo ra được vaccine trước. Họ đã quyết định trở thành đối thủ của Mỹ và các nền dân chủ trên thế giới. Ông Scott, người vốn là một ủng hộ viên đáng tin cậy của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị hỏi lại và ông nói bằng chứng được đưa ra từ các đơn vị tình báo và lực lượng vũ trang. Ông nói thêm, có những thứ tôi không thể thảo luận, tôi được cung cấp thông tin. Ông nói nếu như Anh hoặc Mỹ làm được đầu tiên thì chúng ta sẽ chia sẻ, Trung Quốc Cộng sản sẽ không chia sẻ. Bắc Kinh vẫn chưa phản hồi gì đối với các cáo buộc mà ông Scott tung ra, nhưng trong một tài liệu mà nước này mới công bố liên quan tới phản ứng của Trung Quốc đối với các bệnh dịch, Bắc Kinh nói họ đã báo tin cho Hoa Kỳ từ hôm 4 tháng 1 khi bệnh dịch vẫn còn chưa được biết nhiều. Và Bắc Kinh cũng liệt kê ra một loạt các cuộc điện thoại thông báo tình hình giữa Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Trung Quốc với người đương nhiệm phía Mỹ. Trung Quốc nói trong văn bản mới này rằng họ đã hành động hoàn toàn công khai, minh bạch và có trách nhiệm. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Năm ngày 11 tháng 6 năm 2020 với bản tin Viêm phổi Vũ Hán có thể đã xuất hiện tại Trung Quốc từ lâu trước khi được báo cáo. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de